Xin chào quý vị thành chủ, đây là bản tin trưa. Sau đây là một số tin vắn trong ngày. Sau khi tìm ra được nhà vô địch của ngày hôm qua, đường lên tháp thông thiên chính thức bước vào cuộc đua mới. Đúng như tên gọi, các thành chủ sẽ phải vượt qua từng tầng của ngọn tháp bằng cách khiêu chiến với kẻ địch. Càng lên cao, kẻ địch càng mạnh. Người chiến thắng sẽ là người leo được tầng cao nhất có thể. Theo ý kiến của những chuyên gia đầu ngành, các vị tương có khả năng sát thương diện rộng như Gia Cát Lượng, Mã Siêu có thể rất ưu thế trong cuộc đua này. Cũng trong ngày hôm nay, sự kiện thể thao mang tên Đại hội tỷ võ chính thức được khởi tranh với hai hạng mục: ba đấu ba và đấu đội, chín đấu chín. Tại đây, các thành chủ sẽ cử cho mình một đội hình mạnh nhất để đấu với đội hình của đối phương. Chúng tôi không có huy chương, nhưng chúng tôi có nhiều phần thưởng hấp dẫn dành cho những thành chủ đạt thứ hạng cao nhất. Phương châm của đại hội chính là chiến thắng càng nhiều càng tốt. Lời khuyên đến từ Chủ tịch Hiệp hội Bảo thuật Tam Quốc đó là nên sử dụng các tướng có sát thương và khống chế như từ hoảng hay điển bi các bạn nhé. Hãy tải thành chủ Tam Quốc ngay hôm nay và trở thành nhà vô địch.